Tiếng Trung Ánh Dương xin chào các bạn, và hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương tiếp tục giới thiệu tới các bạn chương trình luyện nghe tiếng Trung. Và bài học hôm nay, bài số 4 với chủ đề là truy chỉnh xuế xí máng má. Truy chỉnh xuế xí máng má có nghĩa là gần đây học tập bận không? Mời các bạn cùng luyện nghe nào. Trước tiên mời các bạn cùng nghe và luyện đọc theo từ mới của bài luyện nghe. Các bạn cùng lắng nghe và đọc theo nhé. Sinh từ 最近, 最近, 学习, 学习, 忙, 忙, 不, 不, 都, 都, 有, 有, 课, 课, 精读, 精读, 口语, 口语, 和, 和, 听力, 听力, 觉得, 觉得, 汉语, 汉语, 难, 难, 有意思, 有意思, 的, 的, 怎么样, 怎么样. Tiếp theo các bạn cùng tìm hiểu qua nghĩa của những từ mới trong bài thoại ngay hôm nay. Thứ nhất, truy chỉnh là danh từ chỉ thời gian, có nghĩa là gần đây, dạo này. Ví dụ, dạo này học tập của bạn bận không, sẽ là truy chỉnh nỉ xuế xí máng mác, kết hợp với từ mới số 2 và số 3. Truy chỉnh nỉ xuế xí máng mác. Tiếp theo từ mới số 4, bổ là phó từ hữu định không. Ví dụ như mình có thể trả lời không bận là bổ máng. Tiếp theo từ mới số 5, tâu. Tâu là phó từ, có nghĩa là đều, thường đứng trước động từ. Ví dụ như chúng tôi đều học tiếng Hán, các bạn sẽ nói 我们都学习汉语. Từ mới số 6, nhiều, có nghĩa là có. Cửa là môn bài học. Nhiều cửa có nghĩa là có môn học. Nhiều sớm mơ cửa có nghĩa là có môn học gì. Từ mới số 8, chúng ta có môn chim tú là môn đọc, đọc kỹ, đọc hiểu. Từ mới số 9, khẩu ủy là khẩu ngữ, hay còn gọi là nói đấy. Tiếp theo, chúng ta có từ mới số 10, một liên từ hứa, có nghĩa là và, thường nối giữa hai danh từ, ví dụ như ủa, hứa tha, tôi và anh ấy, vân vân. Từ mới số 11, thiêng lì, nghe hiểu, đây là một kỹ năng trong ngoại ngữ. Từ mới số tiếp theo, chế tợ ở đây có nghĩa là cảm thấy cho rằng, ví dụ tôi cảm thấy tiếng Hán rất khó, các bạn sẽ nói ủa, chế tợ hàn rủ, hẳn nán. Tiếp theo, ở từ mới phía dưới chúng ta có hiểu ý sử. Hiểu ý sử đây có nghĩa là thú vị hay. Nó là tính từ, chúng ta có thể nói khấn hiểu ý sử, có nghĩa là rất là thú vị. Tiếp theo, hai từ mới cuối cùng, tơ và chấm yang. Thì tơ là trợ từ kết cấu, thường là nối giữa định ngữ và trung tâm ngữ, ví dụ để thể hiện sở hữu, ví dụ như là quyển sách của tôi là của tợ su. Đấy. Chấm yang dùng để hỏi tính chất ý kiến. Ví dụ như nỉ xuế xí chấm yang có nghĩa là gì? Học tập của bạn thế nào? Hoặc hỏi về sức khỏe, nỉ sân thí chấm yang, vân vân. Sau khi đã nắm được từ mới của bài hội thoại hôm nay thì các bạn hãy cùng nghe hai lần MP3 của bài hội thoại, và các bạn hãy quan sát và điền vào chỗ trống. Các bạn sẽ thấy có 5 câu cần điền chỗ trống. Một phía bên trái là chữ Hán và bên phải là phiên âm. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe và chúng ta cùng xem cần phải điền chữ gì nhé. Lý Trí An, 你好, 最近学习忙吗? 我最近学习不忙。 你们都有什么课? 我们有精读课, 口语课和听力课。 你觉得汉语难吗? 我觉得精读很难。 口语和听力不难, 很有意思。 你们的老师怎么样? 我们的老师都很好。 Các bạn cùng nghe lại lần hai. 李志安, 你好, 最近学习忙吗? 我最近学习不忙。 你们都有什么课? 我们有精读课, 口语课和听力课。 你觉得 汉语难吗? 我觉得精读很难, 口语和听力不难, 很有意思。
你们的老师怎么样？我们的老师都很好。Rồi, các bạn đã có đáp án của mình chưa ạ? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tham khảo đáp án nhé. Câu thứ nhất, chỗ trống cần điền là danh từ chỉ thời gian truy chỉnh, xuế xí máng mang, có nghĩa là gần đây học tập có bận không? Chỗ trống ở câu số 2 cần điền đó là đại từ nghi vấn 什么? 你们都有什么课? Có nghĩa là gì? Các bạn đều có môn học gì? Từ câu số 3, chúng ta cần điền đó là tính từ nán. 你觉得汉语难吗? Bạn cảm thấy tiếng Hán khó không? Câu số 4, các bạn cần điền hai chỗ trống. Từ chỗ trống thứ nhất là phó từ 不, không. Và chỗ trống thứ hai cần điền đó là tính từ 意思. Và chúng ta sẽ có câu này là gì? 我觉得听读很难. Tôi cảm thấy môn đọc hiểu rất là khó. 口语和听力不难có nghĩa là gì? Môn nói và môn nghe thì không khó. 很有意思có nghĩa là rất thú vị, rất hay. Câu số 5, các bạn cần điền đại từ nghi vấn 怎么. 你们的老师怎么样? Như vậy chúng ta có từ 怎么样 có nghĩa là như thế nào, dùng để hỏi tính chất. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với bài luyện tập thứ 2. Các bạn hãy nghe lại một lần nữa hội thoại và cùng nhau phản đoán đúng sai. Trước khi chúng ta nghe lại lần 2 thì chúng ta cùng xem 4 đáp án như thế nào nhé. 1. Lý Tri Ân 最近学习不是很忙. Nghĩa là gì? Lý Tri Ân gần đây học tập không bận lắm. Câu số 2. Lý Tri Ân yǒu jīng dú kè hě kǒu yǔ kè, měi yǒu tīng lì kè, có nghĩa là gì? Lý Tri Ân có môn đọc này, môn nói nhưng lại không có môn nghe. Câu số 3, Lý Tri Ân chế đờ jīng dú hě tīng lì hěn nán, có nghĩa là Lý Tri Ân cảm thấy môn đọc hiểu và môn nghe rất là khó. Câu cuối cùng, Lý Tri Ân chế đờ kǒu yǔ hě tīng lì měi yǒu yì sì. Lý Tri Ân cảm thấy là môn nói và môn nghe là không hay, không thú vị. Các bạn sẽ cùng nghe lại lần nữa và phán đoán câu nào là đúng, câu nào là sai nhé. Lý Tri Ân, 你好，最近学习忙吗？我最近学习不忙。你们都有什么课？我们有精读课、口语课和听力课。你觉得汉语难吗？我觉得精读很难，口语和听力不难，很有意思。你们的老师怎么样？我们的老师都很好。Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem mình phán đoán đúng hay sai chưa nhé. Các bạn cùng tham khảo đáp án nào. Câu thứ nhất, đây là đúng. Cô ấy công việc học tập không được bận là không bận lắm. Tiếp theo, câu số 2, sai. Là bởi vì sao? Cô ấy có cả môn nghe chứ không phải là không có môn nghe. Câu số 3 đáp án là sai. Vì cô ấy cảm thấy môn đọc thì khó, nhưng mà môn nghe thì lại không khó. Thiên lý bù nám. Câu số 4 là trả lời sai. Vì cô ấy cảm thấy là môn khẩu ngữ và môn nghe đều rất là thú vị, thì chúng ta nên nói là chứa đã khấu ủy khứa thiên lý khấn nhiều ý sử. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã làm xong được hai bài luyện tập và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về cái bài hội thoại đã được phát để các bạn làm bài luyện tập nhé. Các bạn sẽ cùng đọc này. Đầu tiên là có nhân vật Trang Miếng là Trương Minh. Trương Minh nói gì? Lý Tri Ân, 你好, 最近学习忙吗? Xin chào Lý Tri Ân, gần đây học tập bận không? Và Lý Tri Ân là nhân vật Lý Tri Ân sẽ trả lời 我最近学习不忙. Tớ gần đây học tập không bận lắm. Của truy chín, xế xí bổ máng. Tiếp theo, Trương Minh nói tiếp. Nì mân tâu yểu sấn mơ khờ. Nì mân tâu yểu sấn mơ khờ. Có nghĩa là các bạn có những môn học gì? Sấn mơ khờ là môn gì đấy? Thì Lý Tri Ân, Lý Tri Ân sẽ nói. Wǒ men yǒu jīng dú kè, kǒu yǔ kè hě tīng lì kè. Chúng tôi có môn đọc, môn nói và môn nghe. 你觉得汉语难吗? Bạn thấy tiếng Hán có khó không? 我觉得精读很难。口语和听力不难，很有意思。Câu này là gì?
我觉得精读很难，có nghĩa là tôi cảm thấy môn đọc hiểu thì rất là khó. Khẩu语 和 听力 不难, môn nói và môn nghe thì không khó, rất có ý nghĩa, rất là hay và thú vị. 你们的老师怎么样? Giáo viên của bạn thế nào? 我们的老师都很好, giáo viên của chúng tớ đều rất tốt. Sau khi đã nắm kỹ hơn được nội dung của bài thoại, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe lại lần nữa nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lý Trí An, 你好，最近学习忙吗？我最近学习不忙。你们都有什么课？我们有精读课、口语课和听力课。你觉得汉语难吗？我觉得精读很难，口语和听力不难，很有意思。你们的老师怎么样？我们的老师都很好。Các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với bài luyện tập nghe phản xạ. Cách nghe như sau. Các bạn sẽ có, mỗi câu sẽ có 4 đáp án. Các bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại hoặc một tình huống đưa ra. Và sau đó các bạn sẽ phán đoán trong 4 đáp án ABCD đâu là đáp án đúng với câu hỏi người ta đưa ra. Và bây giờ các bạn sẽ xem trước đáp câu thứ nhất với đáp án A nghĩa là gì? Ủa truy trịn khấn khó, có nghĩa là tôi gần đây rất là khỏe. B của truy trịn khẩn máng, có nghĩa là tôi gần đây rất là bận. C của chế đờ hứng khó, có nghĩa là tôi cảm thấy rất là khỏe. Và D của truy trịn khẩn bù khó, có nghĩa là gần đây tôi rất là không khỏe. Thì các bạn sẽ nghe thử xem và phán đoán nhé. Mình sẽ mở MP3 các bạn lắng nghe. 一, 你最近忙吗? 下面哪一个回答是正确的? Câu hỏi đưa ra là đáp án nào dưới đây là chính xác với tình huống người ta đưa ra. Các bạn hãy thử phán đoán xem. Tiếp tục chúng ta đến với câu thứ hai. Câu thứ hai chúng ta có cũng có 4 đáp án ABCD. Chúng ta cùng xem trước các đáp án nào. Của chế được hân ủy nán, có nghĩa là tôi cảm thấy tiếng Hán khó. Còn B, của chế được hân ủy khẩn nán, có nghĩa là tôi cảm thấy tiếng Hán rất khó. C, của chế tạo hân ủy bù nán, tôi cảm thấy tiếng Hán không khó. Và cuối cùng, của nhiều chương tú khờ hứa khẩu ủy khờ, tôi có môn đọc hiểu và môn nói. Các bạn sẽ cùng nghe MP3 nhé. 二, 你觉得汉语难吗? 下面哪一个回答是不正确的? Các bạn hãy xem câu trả lời nào dưới đây là không chính xác. Các bạn hãy cùng phán đoán xem, chúng ta đến với câu số 3. Câu số 3 này thì chúng ta cũng có 4 đáp án. Đáp án thứ nhất, Tha quân nán tở chạy nở. Cô ấy hỏi nhân vật nam ở đâu? B. Tha sô tự chỉ tở hàn ủy bù khảo. Cô ấy nói là tiếng Hán của mình không tốt. C. Tha bù chứ tạo tự chỉ tở hàn ủy ná lý hảo. Có nghĩa là cô ấy không biết là cái tiếng Hán của mình thì tốt ở đâu. Và D, 他不知道自己的汉语哪里错了, có nghĩa là cô ấy không biết là tiếng Hán của mình là sai ở đâu. Các bạn sẽ cùng nghe tình huống đưa ra nhé. 三, 知恩, 你的汉语不错。哪里哪里? 女的是什么意思? Câu hỏi đưa ra là nhân vật nữ nói như vậy có nghĩa là gì? Các bạn hãy cùng phán đoán xem. Chúng ta đến với câu số 4. 4 cũng có 4 đáp án. A. Chiêng tú có nghĩa là đọc hiểu. B. Thinh lì nghe hiểu. C. Khẩu ủy môn nói khẩu ngữ. D. Chiêng tú khớ thinh lì tức nghĩa là môn đọc hiểu và môn nghe hiểu. Các bạn hãy cùng lắng nghe. 4. Chiêng tú khớ thinh lì hẳn nán. Khẩu ủy bù nán. Hẳn yếu ý sợ. 什么课不难? Tình huống đưa ra là môn gì không khó. Các bạn hãy cùng phán đoán. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe lại lần hai bài luyện tập phản xạ trên. Chúng ta cùng lắng nghe và đưa ra đáp án của mình nhé. 一, 你最近忙吗? 下面哪一个回答是正确的? 二, 你觉得汉语难吗?
下面哪一个回答是不正确的？三，知恩，你的汉语不错。哪里哪里。女的是什么意思？四，精读和听力很难，口语不难，很有意思。什么课不难？Và sau đây mình sẽ gửi tới các bạn đáp án của cái bài luyện nghe phản xạ này. Chúng ta sẽ xem đáp án của câu 1 là gì ạ? Là B. Ủa chơi chỉnh khẩn máng. Chúng ta sẽ xem tình huống của MB3 nhé. Nhì chơi chỉnh máng mà. Có nghĩa là gần đây bạn bận không? Thì câu hỏi là vẫn xe miền nái cờ khuấy tá sự chân chuyệt ạ. Có nghĩa là câu trả lời nào dưới đây là chính xác. Có nghĩa là câu trả lời nào là phù hợp với câu hỏi người ta đưa ra. Nhì chơi chỉnh máng mà. Bạn gần đây bận không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đáp án B là chính xác nhất. Đó là trả lời tôi gần đây rất là bận của chơi chỉnh khẩn máng. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với đáp án của câu số 2 là D. Ủa dầu chinh tú khửa hứa khấu ủy khửa, tôi có môn đọc hiểu và môn nói. Tại sao lại là đáp án D? Các bạn cùng xem tình huống đưa ra. Nhì chế đỡ hàn ủy nán mà, bạn cảm thấy tiếng Hán khó không? Và câu hỏi vẫn, xe miền này cơ khuấy tá sử bú trông chuyện đó, có nghĩa là câu trả lời nào dưới đây là không chính xác. Thì câu trả lời không chính xác, người ta hỏi là bạn cảm thấy tiếng Hán khó không? Thì quay trở lại các bạn sẽ thấy B là cách trả lời không phù hợp với câu hỏi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu số 3. Đáp án là gì các bạn? Là B. Tha shuo zi ji de han yu bu hao. Cô ấy nói là tiếng Hán của mình không tốt. Thì chúng ta sẽ xem tình huống hội thoại. Bạn nam nói Chư ân, nhì đờ hàn ủy bố chùa. Chi ân, tiếng Hán của bạn rất giỏi. Cô gái, nữ, ná lỉ, đâu có, đâu có. Đây là cách nói khiêm tốn, ý là phủ định ta không giỏi. Và người ta hỏi, vân, nhì đờ, sư sở mi sự, có nghĩa là bạn nữ có ý gì? Thì ở đây đáp án B là chính xác nhất. Cô ấy nói là bản thân tiếng Hán của cô ấy là không giỏi. Tiếp theo, câu số 4, mình sẽ cùng đưa tới đáp án là C. Khẩu ủy, môn nói, các bạn cùng xem nhé. Chinh tú hứa thinh lì hẳn nán, khẩu ủy bù nán, hẳn hiểu ý sự. Đọc và nghe rất khó, nói không khó, rất thú vị. Và người ta hỏi, vâng, sớm mơ khửa bù nán, môn gì không khó. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy luôn là môn nói không khó, khẩu ủy bù nán. Đáp án C là chính xác. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã học xong bài luyện tập nghe số 4 và các bạn hãy về nhà nghe lại lần nữa bài luyện tập nghe này nhé. Các bạn có nhu cầu học tiếng Trung trực tiếp tại trung tâm, chúng ta có thể tham khảo trên trang tiengtrunganhduong.com. Ngoài ra, các bạn cũng có thể học trên website trực tuyến của trung tâm trang nihao.vn với các khóa học tiếng Trung cấp tốc hoặc giao tiếp từ sơ cấp cho đến trình độ trung cấp. Nếu như thấy bài học hay và bổ ích thì các bạn hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh để ủng hộ cho kênh của Tiếng Trung Ánh Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chai chien.